Mình ở ở hiền ở lành là xung quanh những cái linh hồn ở đó là họ phù hộ mình hết luôn á bà. Ừ, tối vô vượt vô nè nè. Tôi rồi đèn pin không thấy ai nữa, tao không có ghẹo rồi nha. Tao ngủ á, ở rồi á, người sống đừng cho họ ghét. Người chết mình không ghẹo họ thì họ không ghẹo mình. Tôi nói tôi không có ghẹo nghe không? Đừng có ghẹo tôi à. Ghẹo tôi có cái chỗ trà đằng trước á. vậy là mình quýnh người âm thì người ta quậy mình sao? Bà lấy chỗ chè bà đánh người ta quậy bà tiếp sao? Đồng có cái chỗ chè dựng ngoài cửa á, tại vì bà dán cho trăm họ bình an, cô bác thân làng đều khỏe mạnh, đừng đau đừng bệnh đừng chết. Bà ăn chay một tháng, hồi nào tới giờ mẹ bà đau, bà không có dán mà phải dán cho toàn dân. Cái này là cái gì bà? Cái gãy lưng. À, gãy lưng. Ừ. Gãy nè. À. Đã lắm, gãy đã lắm. 4 triệu rưỡi nha bà. Ừ. Dạ, nè. 4 triệu rưỡi, bà đếm lại đi. Đâu biết đi. Cái này 5 ngàn hả? Cái này là 500. Ừ. Nè, đây con đếm cho. Mừng ra nước mắt. Dạ, thôi gì đâu khóc bà. Mừng. Dạ. Để dành sữa nha. Mừng quá. Để ăn Tết rồi mới sữa được. Dạ. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Cách đây khoảng gần một tuần á cả nhà, Nhân có cùng với anh Phong Bụi ghé đây để thăm bà Năm. Bà Năm thì đã hơn 90 tuổi rồi và bà đang sống một cái cuộc sống rất là rùng rợn, ít người dám sống ở giữa những cái phần mộ như thế này. Và hôm nay thì có nhiều mạnh thường quân á cũng có gửi cho bà một ít tiền hỗ trợ, và vì vậy mà Nhân sẽ đi vào đây để Nhân thăm lại bà, và sau đó thì Nhân sẽ trao số tiền cho bà với lại xem hôm nay là bà có khỏe hay không. Nhân thấy thì bà ơi, ủa bà đâu rồi không biết. Bà ơi, ngồi đây con ngồi tại đó. À bà, khi anh em tụi dân đến đây thì không có thấy bà trong nhà, nhưng mà bà ngồi ngoài trước mà anh em không có để ý. Thăm đồ ăn. Hồi nãy bà ngồi ngoài trước nhặt cái chai hả anh Phong? Tôi con gài lại cái áo bà. Nãy bà giật mình. À vậy hả? Chia sẻ cho mọi người rõ là bà không có, lúc trước là bà hay sử dụng bếp củi để nấu, nhưng mà sau này sợ là nó cháy nhà cho nên là bà có hai cái nồi, một cái nồi nấu cơm, một cái nồi nấu đồ ăn luôn. Đó, đồ ăn này. Đồ hũ hả bà? Đồ hũ. Đó. Nồi đây là nồi cơm. Hôm trước thì bà có chia sẻ đó là bà đang ăn chay một tháng, bởi vì bà cầu bình an khỏi dịch bệnh cho người dân á, rồi cái bà sẽ hứa ăn chay một tháng. Và hiện tại thì bà đang ăn chay đúng không bà? Bà ơi. Hả? Bà đang ăn chay đúng bà không? Bà ăn chay hả? Hả? Bà ăn chay hả? Ăn mặn mà không có gì ăn. Ủa vậy hả? Ăn đỉnh. Bữa con nghe bà gái bà ăn chay một tháng. Không nghe. Anh Phong nói hôm bữa bà nói bà bái là bà ăn chay một tháng. Ừ đúng rồi. Bây giờ ăn chay được bao nhiêu ngày rồi? Tới 15 này mới có nửa tháng à. Tại vì bà dán cho trăm họ bình an, cô bác thân làng đều khỏe mạnh, đừng đau đừng bệnh đừng chết. Bà ăn chay một tháng, hồi nào tới giờ mẹ bà đau, bà không có dán mà phải dán cho toàn dân. Bà hái trầu ở đâu vậy? Người rất to. Dạ. Bà thì bị lãng tai cũng rất là nặng rồi, cho nên anh em nói chuyện là phải la lên. Mình ghé thăm bà cách đây cũng chưa đầy một tuần á anh Phong. Lúc trước á anh đến thăm bà thì cái nhà của bà lúc đó nó sụp lắm. Mà đợt này ai sửa lại cái mái tôn này. Hồi đó là nó sụp xuống dưới. Con nói cái gì? Con nói lớn bà biết dữ lắm. Dạ, con nói là nhà bà muốn sụp rồi. Nhưng mà cắt không được.
nước dữ lắm. Tới tháng riêng, tháng 2, tháng 3 mới cắt được. Có năm ngoái thì mà sao mới sửa ra. Thật đẹp đẹp luôn. Dạ, năm ngoái thì anh vào anh thấy bà múc cái nước ở trước nghỉ địa này uống này. Tại vì mỗi lần mà gánh nước rất cầu là khó. Cho bá tánh bình yên, nhân dân bình yên, bà mạnh giỏi được rồi. Ở rách không sợ. Tiền mình cho là hay để dành mua thuốc uống nha. Tại vì thuốc uống trị nhức mỏi nè, rồi trị xương khớp nè, rồi tiểu đường rất là nhiều. Bà ơi, mấy hôm nay ở đây có mưa không? Hả? Mấy nay ở đây có mưa không? Không. Mưa là bà phải chạy đúng không? Không, không chạy. Nay không chạy nữa hả? Giông dữ là ngồi tại cửa lấy cái áo mưa thẳng sạc chạy, mà nó không có sạc cột thẳng mà. Dạ. À, ở ngoài phía sau này á, thì cái cháy nhà sau để mà bà nấu ăn á, thì hiện tại nó đang sập sệ lắm rồi. Mà rất là nguy hiểm. Cho nên nó là mỗi lần mưa là bà ngồi ngay trước cửa và đội sẵn cái áo mưa. Rồi hễ mà giông lớn quá sập á, là bà chạy liền. Bà chia sẻ rất là thấy thương. Cho nên vừa qua thì cái nhân chia sẻ hình ảnh của bà đó rất là nhiều. Đặc biệt là những người trẻ đó thì thấy hình ảnh của bà nội bà ngoại mình á, cho nên thương bà dữ lắm. Nó thật nghiệp đấy, rồi tụi nó mới trỗi lên mua cây mua sắt trỗi lên. Dạ. Bà đi đặc biệt là không bao giờ mang dép nha. Để nó con ơi. Dạ. Nghèo không sợ, rất không sợ, mà sợ đau bệnh. Dạ. Sợ bà con tai nạn. Buổi trưa mà nắng quá thì mới mang dép, còn bình thường là đi chân không vậy nè, đi giặt ve chai. Hả? Nay bà có câu cá không? Câu lông ăn. Hết ăn rồi hả? Rồi mấy con cá hôm bữa bà câu rồi đâu rồi? Cho tụi nó. Cho à hả? Bà câu cá hay lắm. Hôm bữa bà ai cho bà con tép mà bà xỏ vô bà câu. Bà cứ ngồi con ngồi vậy đó. Cái này là cái gì bà? Cái gãy lưng. À gãy lưng. Ừ. Gãy nè. À, cái này là cái tàu gì á mà? Này là cái gì ta? Cái tàu cái cành gì á, câu nhánh câu gì hả, câu nè đó. À cái cao hả, gãy lưng đã lắm, gãy đã lắm. Bà chế nhiều thứ ghê hen. Nó không có đâu, nó mài thức ăn trầu ghê ta. Bà ngày ăn bao nhiêu miếng trầu? Không có đâu. Bà một ngày ăn bao nhiêu miếng trầu? 20 miếng. 20 miếng trầu. Ngày người ta cho trầu cao bà suốt vậy á hả? Rút thiệt luôn. Dạ. Nãy bà ngồi bà nhặt ve chai ở ngoài mà con đâu có thấy đâu. Cái con đi vô nhà bà luôn. Bà nhặt ve chai sáng giờ nhiều chưa? Nghèo đừng sợ. Sợ cái thứ nhất là ở mất nước, mất nghĩa mất tình. Dạ. Cái thứ nhì nữa không biết ai, còn bà không có trừ hơn mà bệnh tới nay á, bà gian giấy 100 họ bình an, cô bác sống làng mạnh giỏi giấy viết cái ở Long An nè, nó làm bệnh 12 đứa, cái bà cũng nghe nói, cái bà nói thôi bây giờ tôi giấy thật phù hộ cho bá tánh 100 họ bình an, cô bác thánh làng mạnh giỏi, cho mấy đứa định nó về con gặp cha, vợ gặp chồng. Một tháng sau tụi nó xuất viện hết, không có đứa nào chết hết. À, hay quá. Tức là bà thấy dịch bệnh quá đó, thì bà mới giái. Bà nghe có 12 ca bệnh ở Long An, rồi cái bà giái ăn chay. Sau đó thì người ta khỏi bệnh. Rồi bà mừng dữ lắm. Mình cầu cho trăm họ bình an, chứ mình đâu có cầu cho mình. Dạ. Vậy là bà ăn chay luôn á. Bà ăn chay một tháng luôn á, mà nay ăn mới được nửa tháng à. Có một cái điều nữa là khi mà mọi người xem cái clip của bà thì rất là nhiều người phản hồi về cái việc đó là hình tượng của bà rất là giống với ông bà mà những cái cô chú khán giả xem á. Dạ. Tại vì cái em thấy cái hình tượng gì biết không? Áo bà ba với cái khăn rằn của người Nam Bộ á. Dạ. Chứ xưa kêu bà quấn hay lắm. Bà dạ. Có 15 kiểu quấn khăn răng như thế này nè. Đặc biệt là ăn trầu nữa. Dạ. Đấy. Hai đứa đi công tác rồi ghé gì năm nay rồi có ghé đâu nữa không? Dạ không, ghé thăm bà thôi à.
hôm cái cách đây một tuần á, tụi con có ghé thăm bà, không biết bà nhớ không à? Nhớ không? Rồi cái lúc về á, bà nói là rảnh ghé bà chơi nha. Ừ. Rồi cái nay tụi con nhớ bà quá, tụi con ghé nữa. Ngon thật. Nhỏ nó đi trong đốc tôi mua nó cho đây 4 năm rồi. Khăn vừa lau mồ hôi vừa chi nắng, giống như cái nón mình ha. Dạ. Sáng nay đi chùa. Bà đi chùa hả? Bà cầu cái gì? Đi cũng cầu cho lá tánh chứ không có cầu cho mình. Con thấy bà theo đạo Phật, nhưng mà những cái mộ ở xung quanh nhà bà là mọi người theo đạo Công giáo. Thì bà có hay ra thắp nhang cho những cái phần mộ đó không ạ? Tin tưởng hết của mình sẽ riêng, của tôn giáo ngày lần tháng tốt, mua nhang đốt cho họ hỏng cho một cây luôn. Tại vì theo quan niệm của đạo Công giáo thì mọi người ít khi đốt nhang lắm, thậm chí là một chỗ, một số khu là không có họ đốt nhang. Họ không có đốt. Dạ. Mình ở mình đốt, người ta cũng ủng hộ mình. Mình ở ở hiền ở lành là xung quanh những cái linh hồn ở đó là họ phù hộ mình hết luôn hả bà? Ừ. Mấy nay người ta còn nhét bà không? Có gọi bà không? Hả? Mấy nay người ta đêm người ta có gọi bà nữa không? Kêu bà? Ừ, ghẹo hoài à. Nó ghẹo kệ đó, mình đừng hề nói tới nó. Lần trước con nghe bà nói người ta ghẹo bà, kêu bà là chị Năm ơi. Ừ. Chị Năm ơi, phải không? Rồi chị Tư ơi nữa. Dạ. Tối vô giật giường rồi nè. Tôi rồi đèn pin không thấy ai nữa, tao không có ghẹo rồi nha. Tao ngủ à. Yeah. Ở rồi á, người sống đừng cho họ ghét. Người chết mình không ghẹo họ thì họ không ghẹo mình. Mà con nghe á, con sợ ghê á bà. Hả? Con nghe vậy con sợ ghê á, đang ngủ mà ai kêu hay là ấy giường á, chắc con sợ con chạy luôn á bà. Trời ơi, gì nói cho con nghe. Hồi đó tao mạnh lắm kìa. Ra chiến trường á, bộ đội vậy thương. Ai tao cắt mình tao giết tao chạy. Tao chạy tao nói bưng nó nắm theo ào ào, tao nói ngôi thật cứu con cổng người ngay. Cổng về tới bỏ xuống, mấy chị nói, tối nay nó về nó ôm mày nè, nó kệ nó, ôm tôi xuống ôm lại. Không sợ luôn. Bà là hồi xưa mà thời mà kháng chiến chống Pháp á, 4 năm á, thì bà... Ở chiến trường ít có người phụ nữ nào mà đi xải thương hết á. Gan dạ nó xải thương. Cỡ con này nè, hồi mấy anh nhỏ á, cỡ con này nè, lấy hai cái tay giục lên đây, hai cái giò ở sau lưng chạy. Không thật. Dạ. Bởi vì giờ á, nhà mà có đám giỗ á, thì kêu mấy ông chiến sĩ, kêu hết Long Tây Nam Bắc. Bữa nay tôi giỗ ông già tôi, mời mấy anh về ăn nhậu phù hộ cho tất cả toàn dân con cháu trong nhà mạnh giỏi. Đừng ghét họ. À, ở trong bà sống ở giữa những cái phần mộ như vậy á, cái tối á người ta hay kêu bà, tối người ta hay kêu bà là chị Tư, chị Năm ơi. Nhưng mà lần trước á bà có dặn con á là đừng có trả lời. Đúng. Ví dụ nghe ta kêu đừng trả lời. Không. Là tại sao vậy bà? Trả lời nó hốt hồn mình đi. Mình chết. Không có trả lời. Nó kêu con kêu kệ, nó giật tỉ như con vô, con nói con tên gì? Là Năm ơi con nè. Biết tiếng một hồi chừng 3 khúc bé ơi. Chứ dạ. Còn nó vô con kêu có khi cái chị Tư ơi. Không là nói. Cái chừng nửa tiếng một hồi sau nó kêu chị Năm ơi. Thứ Tư là thứ Trọng. Thứ Năm là thứ gì? Đó có liên khác đó, nó kêu cô Năm ơi. Rồi có khi nó kêu vậy nè. Mẹ anh Thiệu ơi, là con của dì tên Thiệu. Kêu mẹ anh Thiệu ơi.
Tôi nói tôi không có ghẹo nghe không? Đừng có ghẹo tôi à. Ghẹo tôi có cái chủ trà lần trước á. vậy là mình quýnh người âm thì người ta quậy mình sao? Hả? Bà lấy chỗ trà bà đánh người ta quậy bà tiếp sao? Đồng có cái chủ trà dựng ngoài cửa á. Cái chổi quét lâu á, dựng ngoài cửa. Mà xin chó rồi, xin được hai con chó. Mà chưa biết ăn, chó Bẹt Dê Lai. Trời ơi. Vìa cột ngay cửa đó. Trời ơi, bà nuôi chó Bẹt Dê luôn. Không có ăn mà đi nuôi. Công việc của ba hàng ngày á, chia sẻ cho cô bác được rõ là bà trời đi ơi, nhật đi chơi. Để nói nghe. Cơm họ bỏ đó, bà tiếc không mà thôi. Một lót này nè, đặng cho họ cho gà ăn. Đi lượm, sách lại bỏ ngoài cửa hay là bỏ ngoài đường, thấy cơm là lượm. Lượm gì là thôi. Còn cái nào á, thôi không được, dục cho cá ăn. Bà tiếc dữ lắm. Từ chuyện nó cho hai thùng nước đó, mà giờ không biết làm sao trả hai cái thùng cho nó. Thùng này bà để bà đi đổi cái nước khác bà uống. Thôi, không được. Của người ta cho, bữa hổm nó đi xe du lịch, nó chở, cho nó tôi gì kể nó cười. Hai thằng nó ưu lên đây nè, nó nói thù thì, nó nói là Lâm đã ngủ rồi, thôi để đây đi. Tôi tưởng đâu ma, ma nói chuyện, tôi ngô thật quá trời quá đất, tôi chừng sáng mở cửa là thấy hai thùng nước. Cái nó lội nó nói, dì Lâm ơi, hơn con có đem cho dì hai thùng nước, mà dì ngủ con không có kêu. Nó cười quá trời luôn. Tưởng đó mà. Sao bà nói bà không sợ? Hả? Sao bà nói bà không có sợ ma? Không sợ mà không có lên tiếng. Dạ rồi biết rồi. Chứ không phải sợ. Nó kêu gì á, gì cũng ngô thật không à. Tụi con á mà đi vô chỗ nào linh thiêng á hay là nghĩa trang á mà tụi con nghe gọi là cũng không có được trả lời đúng không bà? Không. Dạ. Biết người, biết tiếng mới trả lời. Dạ. Nó kêu tôi hoài chứ gì là ngoại Cường ơi. Tôi nói rồi, tôi nói bụng tôi nói rồi, ngô Phật à. Phật cứu con, Phật ơi. Hèn chi lúc nào tôi nhân tới mà tôi nhân tôi không có ghẹo ai rồi nha, đừng ai ghẹo tôi à. Tôi nhân gọi bà thì thấy bà cũng ngưng một khoảng thời gian á, rồi bà mới trả lời, tức là bà biết chắc là người quen, người sống á, thì bà mới trả lời. À, bà thì có thờ nhát mẹ, dữ lắm. Mẹ Quan Âm. Vì gì biết làm sao không? Không ai cung kiến hết á. Đạo tôn giáo này đâu có ai cung kiến. Vì không cúng luôn, ngày lành tháng tốt có mua bánh rải. À, bà thì có thờ mẹ Quan Âm ở trên đây nè. Cái tivi này là của anh Phong gửi cho bà đây hả? Đúng rồi, đợt trước anh chở tôi Sài Gòn chở xuống á. Rồi do cái tivi của một cái cô nào xem trên clip anh á, thì tặng cho bà. Nên anh chở xuống thì bà xài được cái khoảng thời gian ngắn thì bây giờ tivi hư rồi. Mà giờ đi thu mua ve chai người ta lấy cái 5.000 à. Bà có thờ mẹ kìa, rồi bà niệm Phật hoài à. Nó lên nằm nghe tiếng nghe sầu. Con kêu thở thẻ, mẹ ơi cha đâu không về. Lòng mẹ lại quá não nề, cha con chắc không có về rừng trong. Cha con bữa đánh sẵn ngoài rừng. Mấy thằng... mấy thằng bất nghĩa nó bắt cha con, nó bắn cha con chết rồi. Con đành chịu cảnh mồ côi, chắc kêu mẹ giái Phật trời nuôi con. Bài thơ vừa rồi là tên gì vậy bà? Kỷ niệm chồng chết con còn nhỏ, nó mới kêu mẹ nó hỏi gì chứ cha đâu rồi. Mẹ nó trả lời nói cha con không có về đừng trong. Cha con bị lũ giặc bắn rồi, con rành chịu cảnh mồ côi, chắc kêu mẹ giái Phật trời nuôi con. Bà thuộc bài nào nữa không? Chia sẻ cho con nghe với. Còn chứ mà quên là con đâu có biết hồi đó mà. Hồi đó còn là văn nghệ, cả lương bây giờ là văn nghệ đó. Có bài thơ nào về mẹ già không? Đọc cho con nghe với. Hả?
bà có thuộc bài thơ nào về mẹ già không? Nói hồi đó con phụ nữ mà, rồi văn nghệ người ta cái lúa đó nó mới đi giữ chiên, cái anh lộ đội đó mới nói cô kia gác lúa bên trời chiên ăn hết lúa làm sao ngồi dính liền. Cái con nhỏ con gái trả lời anh đừng có ăn nói vô duyên, tại sao anh không chịu đồ quân mà ở nhà của thắt cỏ cái lưng con vòng. Cô ơi theo đây ngày nay anh cầm phản kèo nào là thắt cỏ đó. Ngày nay ra trận tay anh leo dây anh leo xuống trường. Cái bên nam nó hỏi gì chứ nhà cô xa vắng nhà tôi, nhưng tôi chưa hiểu biết nhà cô cho rằng nhờ cô thành thật cùng tôi. Nói rõ, nó nói nhà tôi á, ba tôi ở huyện lâu rồi, lại xin bắt cử hội đồng nhân dân. Mẹ tôi á thì làm bằng ngành hậu sinh, thằng Tư em út nó cũng là thiếu sinh, còn tôi thì cũng ráng hết mình giữ gìn lên xã tận tình gớm ghê. Hồi đó nhiều cây dao lắm mà bây giờ lâu quá rồi bà quên. Bà mỗi lần mình xuống là bà hay hát cho mình tặng mấy bài lắm. Tính của bà rất là văn nghệ, và những cái câu mà bà vừa nói đó là con kia nhổ cỏ lên cồn, cái này thằng trai vẹo à, cô kia nhổ cỏ lên cồn, tiếng đồn cô học chất nghe, sao cô không học cô em để liệt mà dốt ai thèm cưới cô. Họ đối đáp, nhỏ con gái trả lời ê anh kia đừng có vô duyên nghe, cá sặc là một cá rô ăn nói hồ đồ không biết trước sau, anh đừng có chim bao tôi dốt hồi nào mà anh dám chi thôi. Hồi đó cây dao hay lắm. Dạ. Mà giờ lâu quá rồi lâu quên. Dạ. Rồi hôm nay thì Nhân có cái món quà nhỏ gửi cho bà Năm ở sau hơn một tuần quay trở lại thăm bà. Con gửi bà 2 triệu của Mạnh Thường Quân á, còn không? Còn. Mua thuốc chứ mua đồ hết triệu, còn 1 triệu đây. À vậy hả? Cất cho kỹ nha bà. Ừ. Nay á Mạnh Thường Quân thương bà, Mạnh Thường Quân gửi cho bà nữa nè, để bà mua thuốc ha. Tội nghiệp quá vậy. Dạ, chứ bà để dành đi, chừng nào tới mùa khô á mà bà có làm lại cái máy ngoài sau được á thì bà làm ha. Ngu thật. Dạ con. À, nhưng xin đọc danh sách Mạnh Thường Quân. Thôi bây giờ vì Năm không có gì là đền ơn cho Mạnh Thường Quân, coi như chúc cho gia đình của mấy anh Mạnh Thường Quân á được an khang thịnh vượng, mừng an cho phát đạt tánh tài, trong ngoài đừng đau đừng bệnh, con cháu vui vẻ. Con đọc tên Mạnh Thường Quân cái nha bà. Ừ. Dạ. À, có một Mạnh Thường Quân giấu tên thì gửi 60.000, anh Huỳnh Hiếu thì gửi cho bà 2 triệu, Văn Ly Ly Na 200.000, Mạnh Thường Quân giấu tên khác 200.000, Nguyễn Hiền Thu 197.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 100.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 300.000, một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 100.000, Nguyễn Ngọc Hùng Anh 100.000, Nguyễn Thị Ái Nhi 150.000, Cẩm Tú 1 triệu. Những Mạnh Thường Quân mà không có để tên đó thì Nhân đọc và giấu tên đó nha. Thì tổng cộng số tiền á là 4.407.000, Nhân gửi cho bà chẳng là 4.500.000. 4.500.000 nha bà. Ừ. Dạ. Dạ nè. 4.500.000, bà đếm lại đi. Đâu biết đếm. Cái này 5.000 hả? Cái này là 500. Ừ, ừ. Nè đây con đếm cho. 500 nè, 1 triệu ha. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Ừ. 4.500.000 lận á nha. Ừ. Mạnh Thường Quân nói bà cất cho kỹ á, để kẻ xấu vô á. Ừ. Nhân tiện này thì cũng chia sẻ cho cô bác. Ngô Phật nhờ mẹ cứu khổ cứu nạn, Mạnh Thường Quân cho nó mạnh tay khỏe chân lận, nó đi giúp đỡ cho con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho gửi lời thăm Mạnh Thường Quân nha. Chúc cho Mạnh Thường Quân á là mà ngang cho thác đạt. Rồi nó làm gì nó có tiền nó cho bà vậy.
Dạ, cái này không phải là một người đâu mà là nhiều người lắm. Ừ. Nhiều người gửi cho bà mỗi người 100, 200 mới gom lại được nhiêu đây nè. Tại người ta thấy bà thương quá, người ta nhớ bà nội, bà ngoại, bà cố người ta đó bà. Bà biết không? Biết. Dạ. Cái mừng quá cho nhiêu đây mừng bằng cho 200 ngàn á, 200 triệu mừng dữ lắm. Chia sẻ với mọi người là với cái số tiền lớn như thế này, tụi mình sẽ gửi giùm cho những cái người uy tín ở địa phương để mọi người chia gửi cho bà, chứ không có đưa cho bà hẳn vậy, cho nên là cô bác cũng yên tâm nha, đừng có sợ. Tối giờ lúc cùng dễ rách đó, dễ rách đó, nó không có biết. Con sẽ tìm cách để đảm bảo cái an toàn cái số tiền này, cho nên là đừng có sợ là kẻ xấu tới. Mà sao giấu hết sức mà họ cũng biết. Hôm trước là bà bị mất á, hôm trước bà xem được họ mất mạng á, cái họ tới họ lấy. Dạ. Nói bà nói giấu chứ vô cho tiền bà, sao bà nói giấu, tôi nói ai biết đâu, quên rồi, không nhớ. Nói vậy cái rồi. Rồi, chắc ai mô Phật. Tạm biệt bà để cho bà nghỉ ngơi ha. Dạ. Để cho bà còn làm đi ra ngoài bà. Mừng ra nước mắt. Dạ, thôi. Thôi gì đâu khóc bà. Mừng. Dạ. Để dành sữa nha. Mừng quá. Để ăn Tết rồi mới sữa được. Dạ. Mà láng tán sữa không tốn tiền nữa. Nhỏ dựa ra chai nó cho. À. Bà sống nhờ tình thương của mọi người á. Thôi tụi con không phiền bà nữa nha, tụi con đi nha. Bà ôi cá hay gì á, con bà có đi... ghé thăm bà nữa không? Dạ nữa. Để con đi ngang ghé thăm bà. Giờ bà ra bà nhặt ve chai đi chứ để chiều rồi. Ha. Dạ. Tiễn con hả? Mô Phật đi lạnh giỏi không con. Dạ rồi. Đông lâu ghé ngoại nha em. Dạ. Lần nào tụi nhân vô đây bà đi ra cái bà cũng tiễn đó. Bà đưa ra tới cửa rồi bà nói là lần sau á nhớ vô chơi với bà nữa nha. Tụi nhân vừa thăm bà xong á thì giờ bà lại tiếp tục bà nhặt ve chai nữa nè. Khi nãy bà ngồi ngoài đây bà nhặt ve chai nhưng mà Nhân với anh Phong vào thì không có thấy. Đi ngang qua mà không có thấy bà, cái đi vô nhà thì ra là bà ngồi ngoài đây. Trời ơi, nắng quá trời luôn. Đó, bà thì đi nhặt ve chai ở gần chợ phường 6. Ở ngoài kia kìa, cách đây mấy trăm mét á. Bà cứ lọ mọ, bà đi ra chợ, bà nhặt những cái đồ về, cái bà gom giấy, đồ nhựa bà bán. Thì nhiều người cũng hỏi địa chỉ của bà. Thì ở nơi đây là cái nghĩa trang này nó không có số cụ thể, cho nên mọi người cứ đến chợ phường 6 á. Chợ phường 6 của thành phố Tân An á. Rồi cái mà mọi người hỏi bà cụ nhặt ve chai sống Nghĩa Trang là ai cũng biết á, ai cũng sẽ chỉ vào đây nha. Bà không có xài điện thoại cho nên Nhân cũng không có để Nhân để lên cho mọi người liên hệ luôn. Nhưng mà rất là dễ tìm. Mọi người có thăm bà thì có thể ghé ha. Rồi thôi Nhân kết thúc video ở đây để cho bà tranh thủ bà làm nhanh rồi cái... bà còn vô nghỉ nữa chứ nắng quá trời.